Mình đang còn thử con hai ngựa nha, mà hai người bơm Việt Nam áp ly tâm nha. Round 42 bơm tưới bét rồi bơm chìm hút sâu đẩy cao nha. Con này hai ngựa áp ly tâm nha mọi người. Round 42 quá mạnh luôn. Nước không đủ nên hút á. Xé thùng luôn á mọi người, thấy chưa? Quá khủng khiếp. Con này là nó đẩy cao lên được khoảng 30 mét nha mọi người. Còn tưới áp thì nó đẩy xa khoảng 300 mét. Bơm chim Việt Nam nha mọi người. Mọi người cần thì liên hệ với mình 0906 329 728. Mình ship toàn quốc nhé. Giá rẻ giá xỉ trong cửa hàng nha mọi người. Đây là phe này ha, phe. Phe thì cũng có mỗi loại mỗi khác nhau ha. Đó. Đây là tất cả đều được nhập khẩu bên nước ngoài về nha mọi người. Bên Việt Nam mình thì không có mấy cái này nhá. Còn về mình thì về mình sẽ đóng vỏ này. Mình đóng vỏ, mình cân chỉnh, làm cốt và cuốn dây nha mọi người. Đây. Đó, mỗi loại mỗi khác nhá. Cái này là củ này ha. Củ ngắn, củ dài, củ to, củ nhỏ này. Rồi củ dài ha. Đó, thì công suất mỗi máy, mỗi công suất, mỗi cái này khác nhau, mỗi roto khác nhau nha mọi người. Không cái nào giống cái nào hết. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm bên công ty mình. Công ty mình sản xuất vào máy mới nha. Máy con này, đây là con này là bơm chim Việt Nam nha mọi người. Bơm chim Việt Nam. Vỏ thì nó bằng inox, còn cái đế ở dưới này là bằng gang, cái cánh bằng nhôm. Và có một loại nữa là tất cả bằng inox ha, cánh inox, vỏ inox ha, tất cả bằng inox. Thì đó có hai loại như vậy. Thì nó phân biệt ra hai loại, một loại tất cả bằng inox và một loại là cái đế nó bằng gang, nó khác nhau như vậy thôi. Công suất là nửa ngựa, một ngựa rưỡi, hai ngựa, ba ngựa nha mọi người, là điền một pha. Còn điền ba pha thì có hai ngựa và ba ngựa ha. Ba pha 380. Bơm chim thì có hai loại, một loại là chuyên về áp tưới, như con này là áp tưới này, áp tưới ly tâm, tưới bét, đẩy lên cao, đẩy xa ha. Còn một loại là hút nước thải bioga và hút hầm, hút hố móng ha. Thì cánh nó là cánh hở nha mọi người, còn cái này là cánh áp ly tâm ha mọi người, cánh ly tâm, cánh áp, đẩy xa, đẩy cao. Đó. Thì như con này á, là hiện tại đang đây là một, mình lấy con một ngựa này ha, con này là một ngựa này, một ngựa 1 HP điện 220 ha. Vỏ inox này, cái đế nó bằng gang, đế nó bằng gang, cái cánh nó bằng nhôm ha, cái loại này. Còn cái loại inox, tất cả inox thì mình cũng đã có làm rồi, thì mọi người vào video mọi người xem ha. Đó, hôm nay mình chỉ giới thiệu một cái loại này thôi. Loại này là áp này, áp tưới, cánh ly tâm áp tưới. Con này là một ngựa thì nếu mà thả ao hồ hoặc là thả giếng thì nó đẩy lên cao được khoảng 20 mét nha mọi người. 20 mét là đẩy mạnh ha. Còn đẩy đường xa, đẩy cao thẳng đứng, thẳng đứng là 20 mét. Còn đẩy cao á, đẩy xa đó, đẩy xa mà đẩy xa đường băng á nha, thì con nó đẩy được tầm khoảng 100 đến 200 mét nha mọi người, rất là ok nha. Tưới bét này mọi người, mua tưới bét này, tưới rau, tưới vườn ha, đẩy xa, đẩy cao. Hoặc là mọi người xài cho giếng đào á, giếng khơi á, thì thả này xuống, nếu mà máy yếu á, thì thả này máy xuống ha, thì nó sẽ bao mạnh nha mọi người. Đó, còn bên này là bơm chim nội địa Nhật ha, còn cái này là Việt Nam mình. Mình nói rõ nha, bơm này bơm Việt Nam nha. Vỏ inox, cánh đầu là gạ, đế là đế phốt, đế là bằng gang. Còn cánh là bằng nhôm nha. Áp ly tâm, cánh ly tâm, cánh áp nha mọi người. Con này 1 giờ nó bơm được tầm được khoảng 8 khối nha mọi người. 8 khối, còn cánh mà cánh lưu lượng thì nó sẽ bơm nhiều hơn, 15 khối, nhưng mà cái có đó thì đẩy cao và đẩy xa không bằng con này ha. Mọi người muốn đẩy xa này, đẩy cao thì mọi người phải xài cái loại này nha. Loại này là bao mạnh nha. Tất cả các dòng máy bơm trên thị trường thì chỉ có cái loại bơm ly tâm kiểu này thì nó mới mạnh nha mọi người. Còn đa số là vừa xài vừa đủ thôi. Thì con này thì bơm cũng tất cả bằng inox này, nhưng mà con này là bằng nhập khẩu từ Hàn Quốc nha mọi người. Con này là nhập khẩu từ Hàn Quốc. Con này hiện tại đang là nửa ngựa ha, cánh là cánh hở.
nhưng mà hút đẩy cũng rất là mạnh nha. Cánh hở này. Còn con này là sản xuất và tại vì Việt Nam nha, tại bên công ty mình làm luôn. Con này là máy mới 100% dây đồng. 100% dây nguồn là 5m ha. Dây nguồn 5m. Thì mọi người hút muốn tưới bét này, hoặc là muốn đẩy cao đẩy xa, hút từ bể hầm đi lên nhà cao tầng, hoặc là hút từ ao hồ sông ruộng để đẩy ra tưới bét này, rồi tưới đường xa đường cao á, thì mọi người xài con này nhé. Xài con này. Con này là mình bao mạnh cho mọi người luôn á. Cái loại này là một ngựa thôi, có loại một ngựa rưỡi, hai ngựa thì ba ngựa thì càng mạnh hơn nữa nhá. Ba ngựa thì nó đẩy tới 400-500m nha mọi người. Đó, rất bền nhá, xài bền rẻ ha. Rồi tất cả các phụ tùng phụ kiện, ví dụ như mọi người có hư bạc đàn phốt, rồi là hư dây hư đồ á, là có phụ kiện cho thay thế hết nhá. Nó là xài chung trên thị trường bạc đàn 6203 phốt 16 ha. Đó, rất là dễ thay, gì ai cũng làm được hết nha mọi người. Đây này, dưới này có cái lọc rác ha. Đây, dưới này nó có cái lọc rác này. Lọc rác để lọc rác, rồi lọc rác cây, lọc đá sỏi ha, khỏi bị gãy cánh nha mọi người. Ha. Đó, hồng ra nó hiện tại đang là 42 ha. Mọi người xài 42 hoặc là mọi người xài 34, mọi người sẽ giảm lại ha. Răng trong. Nói chung là máy này thì giá nó rẻ nè. Đó. Bền nè. Chế độ bảo hành lâu dài và phụ kiện phụ tùng có sẵn ha. Rất là dễ, ai cũng có thể thay thế được, ai cũng có thể làm được ha mọi người. Trong này thì có dầu để làm mát cái cuộn dây ha, và làm mát cái vỏ. Nên mình đảm bảo cho mọi người chạy 24/24 nha. Bơm chìm Việt Nam nha mọi người. Đó, áp cao, áp tưới. Bây giờ mình sẽ lấy con này ra mình test cho mọi người xem ha, cái độ mạnh của nó như thế nào nhé. Đó. Lúc mà bán là mình sẽ tặng cho mọi người một cái răng này ha, một cái răng này 42-34 ha, ra sẵn ha. Rồi mọi người mua về mọi người vặn vào như vậy là được ha. Còn cái ống thì mọi người xài ống 34 hoặc là 42 hoặc là 27 thì đó tùy mọi người thôi nha. Mình có ống gì mình xài ống đó nha, tại vì áp ly tâm á, nó này nên rất là dễ nha mọi người. Và bây giờ test thì mình sẽ test qua một cái thùng nước này nha. Ống này hiện tại đang mình đang cho ra ống 34 nha mọi người. Ống 34 này. Bây giờ bỏ vào nha. Rồi, rất là mạnh nha mọi người. Giờ cắm điện vào ha. Đó, trời. Mạnh xé thùng luôn đó. À, mọi thấy chưa? À. Đó. Này là 1 HP nha, cái lực nước này. Này. Ui. Bỏ vô là rát tay luôn đó. Này. Rát tay luôn đó, rất là mạnh luôn đó. Rung cái thùng, rung cái cây, nó rung cái ống này ha. Tại bơm gần quá, nó rung, nó mạnh, nó rung. Chưa? Cái lực nước đổ xuống như vậy là mọi người biết rồi, biết nó mạnh rồi. Rất mạnh nha. Đó. Hàng Việt Nam chất lượng cao, người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam nha mọi người. Rẻ, bền, mạnh. Đó, tại sao lại không mua ha? Ok mọi người nha. Người cần thì alo cho mình, số điện thoại là 0906 329 728 hoặc là kết bạn vào Zalo số điện thoại này luôn, mình chỉ có một số điện thoại này thôi. Rồi mình sẽ gửi hình báo giá cho mọi người nha. Máy bên mình thì mọi người mua mình là mua tại xưởng sản xuất luôn nha. Giá rẻ giá sỉ. Các cửa hàng thợ thuyền thì mình sẽ bán giá sỉ 50 con số lượng nhiều nha. Cho mọi người mở đại lý cũng như là cửa hàng nha. Rồi, ok mọi người nhớ xem video. Nhấn nút đăng ký cũng như là nhấn like, chia sẻ, có thắc mắc gì thì phản hồi cho mình để mình
trả lời cho mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.